rất vui mừng được chào đón tất cả quý vị khán giả đến với chương trình Ở Đây Có Tích Cực. Và ngày hôm nay trên bàn của chúng tôi thấy là rất là nhiều hoa mai, hoa đào, bánh tét, bánh chưng, trái cây, bánh mứt, rất là nhiều đồ của ngày Tết. Dịp Tết đó chính là cái dịp mà tất cả những thành viên trong gia đình được đoàn viên với nhau, được quây quần với nhau để mà hưởng một cái mùa Tết thật là an lành và ấm áp. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đón một mùa Tết Quý Mão 2023. Và nhân vật đến với chương trình tuần này của chúng ta đó chính là MC tác giả Liêu Hà Trinh. Xin chào Lê Phương và xin chào quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Ở Đây Có Tích Cực. Tích Cực sẽ là một nụ cười thật là tươi dành cho tất cả quý vị. Và Trinh mong là khi mình cười thì may mắn sẽ tới, không chỉ là trong 365 ngày sắp tới của năm mới, mà trong trái tim mình lúc nào cũng có sẵn một nụ cười dành cho tất cả mọi người. Thật sự luôn là em đã từng xem rất là nhiều chương trình của chị Trinh dẫn và được học hỏi từ chị rất là nhiều. Và ngày hôm nay chị Trinh đến với chương trình Ở Đây Có Tích Cực, chị Trinh cảm nhận như thế nào khi mà chị là người khách mời mà xuất hiện ở trong một cái không khí rất là Tết như vậy? Chị cảm thấy là rất là chữa lành khi được tới với chương trình. Tại vì em thấy không, trong một cái không gian mà rộng bao la bát ngát nè, ở trên là trời xanh, ở giữa chúng ta thấy là một cái khoảng không khí rất là tươi lành. Còn ở đây Trinh lại có rất là nhiều hoa, bên dưới là một cái thảm cỏ xanh ngát. Nếu mà Trinh mở rộng cái camera này to hơn nữa, ở một cái flycam chẳng hạn, mọi người sẽ thấy nào là các chú cún đang ngủ, đang đùa giỡn với nhau nè, những con dê, con ngựa nè, rồi xong rồi còn có mấy con vịt, con ngỗng. Trinh cảm thấy là mình đang rất là hài hòa với thiên nhiên và Trinh mong là năm sau sẽ là một năm thật sự tươi lành với tất cả mọi người. Thường là khách mời khác là phải chơi những trò chơi vận động bên ngoài, gọi là trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm thực tế. Chị là một cái người rất là may mắn là ngồi tại chỗ luôn, là mình sẽ trải nghiệm bằng cách là mình sẽ tham gia những cái phong tục văn hóa của cái Tết ngày xưa đến giờ. Bây giờ trước khi ăn bánh tét, bánh chưng ở đây, bánh mứt ha, mình cắm hoa đi. Em có chuẩn bị cho chị Trinh một bình hoa bên đây ha. Đây. Rồi chị lấy lên trên giúp em. Đây, em có tưởng gì chứ cắm hoa. Chị trời ơi, chị nè, cắm hoa 3 giây là xong. Nè, hồi đó ở nhà chị làm như nè, cắm vô một cái. Đây là cái trường phái tự nhiên, chị ơi, bộc phát một cách tự do. Đúng rồi, cái đó là xưa mình cũng tự do được lớn, mình có tự do gì nữa. Đúng là thiệt ra trong nhà mà có một cái bình bông thiệt là đẹp á, mình cảm thấy nhà mình có nhiều sinh khí hơn, đúng không? Đúng rồi chị. Nhưng mà bình bông đẹp phải kèm thêm một cái gọi là cái năng khiếu đẹp nữa. Dạ. Cắm vô chứ 3 giây chị như em luôn, em cũng để vô một cái thì nó không có gì gọi là đẹp. Chúng ta phải đặt cái cảm xúc, đặt cái tâm vô cho cái tính thẩm mỹ, ghim từng cành chị ha. Rồi rồi, bây giờ chị với em cùng ghim nha. Ê, hồi nãy em nói cái câu gì hay lắm Khương. Em nói là chọn niềm vui. Dạ. Có nghĩa là thật ra chị nhận ra khi em nói câu đó hay ở một cái chỗ là niềm vui nó vẫn luôn hiện hữu mỗi ngày, mỗi giờ và xung quanh mình mỗi dạng khác nhau. Trời ơi, chị thấy bệnh em sao? Chị thấy bệnh của em sao? Chị thấy nó hơi lộn xộn. Thì nó cũng giống của chị thôi, nhưng mà chị thấy của chị cũng được quá nè. Thật ra thì chị là thích gọi là đẹp trang hòa, em thích gọi là đẹp rùm rợn, kiểu gì đó chị, chứ không phải là lộn xộn đâu. Tết là mình đã lập gia đình rồi, mình sẽ đón Tết cùng với gia đình nhỏ nữa và chuẩn bị chào đón thành viên mới nữa, thì cái cảm xúc nó có khác gì với những năm gọi mình còn độc thân hay không? Năm nay là chị sẽ về quê chồng ở Hà Lan. Chị sẽ không có ăn Tết ở Việt Nam 2 tuần. Qua Tết thì chị mới đi về lại Việt Nam. Có nghĩa là mình chia ra là Tết Tây mình sẽ ăn Tết bên kia hay sao chị? Không, là đúng ngày Tết ta luôn. Đúng Tết ta là cái thời gian rộn ràng, là cái đường hoa Nguyễn Huệ đang là đông vui nhất là chị đang ở bên đó. Mà ở Hà Lan thì không có cái thói quen là tổ chức cái ngày lễ Tết âm lịch. Dạ. Đó, nên là cũng sẽ khác lắm chứ. Lần đầu tiên mình sẽ có cảm giác ăn Tết xa nhà như thế nào. Nên chị nghĩ rằng là đây sẽ là một cột mốc rất là lạ. Dạ. Mình khoan gọi nó là buồn hay vui, nhưng đó là lý do tại sao mình phải tới với chương trình Ở Đây Có Tích Cực. Tại vì không phải một mình chị nghĩ là lần đầu tiên chị sẽ có cái cảm giác là khi mình dẫn chương trình là mọi người ơi, hôm nay là một ngày Tết xa nhà, chắc là mọi người nhớ quê hương lắm, chắc là mọi người nhớ bạn bè và nhớ ba mẹ lắm, mọi người hãy giữ trong mình một trái tim yêu thương và luôn hướng về nhà nhé. Nhưng bây giờ mình sẽ là người trải nghiệm trực tiếp cái cảm giác đó, là không có bánh chưng, không có bánh tét, không đúng có rồi. Cái không khí rộn ràng, không có những cái không khí mà được bày soạn như mình vẫn thấy trong mọi năm, thì nó sẽ như thế nào. Cuộc sống dù cho dẫn chúng ta đi đâu, nhưng mà Tết rất là thân thương với người Việt Nam vẫn là một cái ý nghĩa rất là to lớn trong trái tim mình từ lúc nhỏ rồi. Nên chị nghĩ khi mà mình mang quê hương, mình mang cái ngày Tết truyền thống trong trái tim mình, thì nơi đâu cũng sẽ là nhà. Dạ. Mình cũng có thể tự bày biện cái nơi mình sinh sống với rất là nhiều hoa, quà, sự chuẩn bị. Mình sẽ tự nấu bánh chưng, bánh tét theo kiểu của mình. Nghĩa là nếu mà mình có cái tình yêu với Tết, với quê hương, mà mình muốn mang cái không khí đó đến mọi nơi thì mình vẫn có thể làm được. Gần đây á, những bạn trẻ có một cái tâm thế là sợ Tết nha.
có cái cảm giác là không có còn nôn nao Tết như ngày xưa nữa. Mặc dù Tết ngày xưa sẽ không có hiện đại đầy đủ như bây giờ, nhưng mà các bạn lại sợ Tết. Các bạn lại có những nỗi lo là gần Tết rồi, chưa làm được gì cả, xoay qua xoay lại là tới Tết. Rồi có những bạn gọi là lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Các bạn nghĩ là trong năm các bạn phải làm thật là nhiều điều. Nói nôm na là cuối năm phải được một cái mùa bội thu. Nhưng mà chẳng may là cái trong năm qua thì các bạn đã không làm được quá nhiều điều gọi là có ích cho bản thân, cũng không đem lại được rất là nhiều cái thành quả như mình mong muốn. Chị có thể chia sẻ được cho các bạn biết là tại sao mà tự nhiên gần đây nó lại như vậy không? Nếu mà bạn nhận ra mình có nhiều nỗi lo hơn là sự tận hưởng, vậy thì phải chúc mừng bạn. Không phải như bạn nghĩ đâu, mà là đã bắt đầu có ý thức được trách nhiệm của mình cho gia đình, cho bản thân, cho người thương yêu xung quanh và cho xã hội nữa. Mà bạn càng lo có nghĩa là bạn nhận thấy rằng là mình cho chưa có đủ, và bạn không có chủ quan. Nhưng mà quan trọng là cuối cùng mình biến cái nỗi lo đó sẽ thành cái hành động. Là mình sẽ kiếm tiền nhiều hơn. Thí dụ mình biết tháng 1 này Tết sớm, mình tháng 11, tháng 12 mình ráng, mình cày đêm chút chứ không có ngồi nằm đó làm biếng xong rồi cái tới Tết mình lo. Mình biết là mình tính trước rồi, mình là người trẻ có kế hoạch, mình sẽ lo tháng 1 này không có đủ tiền lương, tiền thưởng cho ba mẹ, không có đủ cho mấy cháu, không có đủ cho mình đóng tiền học sau đó. Vậy thì mình phải cố gắng hơn trong tháng 11, tháng 12 mình phải chăm chỉ hơn để mà mình biến cái nỗi lo thành động lực, thành hành động và thành giải pháp, chứ không phải là mình cứ lo lắng rồi năm sau y chang như vậy luôn. Và thì chúng ta sẽ chúc mừng cho những bạn mà đã có cái suy nghĩ như vậy, bởi vì các bạn đang hình thành cái suy nghĩ của người trưởng thành. Và các bạn lấy cái đó làm động lực để nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống, chứ nó không phải làm áp lực cho chính mình.